Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay là ngày thứ hai trong series cày chay các bạn ơi. Thì nói chung là cày chay nên là mình cứ chơi tà tà thôi. Dù các bạn có bảo mình là chơi không được mắc ping cho lắm, nhưng không sao, là cày chay cần deck thì phải đua top đâu mà phải mắc với chả không mắc. Cơm không ăn thì gạo vẫn còn đấy các bạn ơi. Đào không xài thì nó vẫn nằm nguyên đấy các bạn ạ. Không có vấn đề gì phải bâng khuâng. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đi thăm dò để xem là có tí đào được không. Cứ tầm level 3 trở lên là mình sẽ move. Mẫu book cho move. Rồi, đây này, mình thấy có một đào level 5 này. Ngày hôm qua thì mình cũng bâng khuâng quá, bởi vì chơi ác đô top toàn nữa là tự động đi nhà đào, thành ra là hơi bâng khuâng tí. Có bạn comment ở bên dưới bảo là ui đúng là ngu, có mỗi cái việc thu hồi chuột để đi lấy đào hơn mà không biết, đúng là ngu. Thì đúng là mình ngu thật mà. Rồi, ok. Tiếp theo, nhận luôn một thưởng này. Đấy, hôm nay nó có cái sự kiện huyễn cảnh linh thú. Thế nhưng mà mình là nông dân nên là mình cũng không cần quan tâm lắm đến sự kiện này cả các bạn ơi. Ui dồi ôi, tướng đỏ, à nhầm, pet đỏ thì cũng không để làm gì cả, cứ vã vào ông già thôi các bạn ơi. Ngày nay mình có 3 em ông già rồi nhưng mà đang chơi cái sự kiện huyễn cảnh linh thú, thế cho nên là mình chưa xài. Tám hiểm đây các bạn, nhận luôn này. Ê, mình cũng đã mở cái này quái đâu. Giờ em mở đây. Ok easy. Nhận thử thêm. Wow. Tích lũy lại tầm x10 thì quay một lượt cho nó sướng các bạn nhé. Cứ để đã, tí nữa kiểu gì chẳng làm nhiệm vụ được. Các bạn bảo mình là làm video dài đi, tầm 20-30 phút đi. Thôi được luôn. Đấy, các bạn thích kiểu gì mình chơi kiểu đấy. Em mình sẽ làm video cực kỳ chi tiết nha các bạn. Mấy hôm trước thì làm video ngắn ngắn kiểu hướng dẫn các bạn nhanh nhanh thì sợ mất thời gian các bạn. Các bạn lại bảo làm dài thì mình lại làm dài. Nói chung là mình kiểu dễ như phỏ luôn. Các bạn bảo gì mình làm cái đấy luôn các bạn ạ. Ok. Đơn giản. Thế là hết cái phần đấy rồi đấy. Trong này là mình xem nào. Đây, khiêu chiến đế vương là mình vẫn chưa đánh tí nào để giành nha các bạn. Đến bây giờ là mình bắt đầu mới xả này. Khi mà mình đã lên cây 9 rồi. Ngày thứ hai lên được cây 9 các bạn nhé. Đấy. Còn một ngày nữa là lên được cây 10. Ok. Này, các bạn lưu ý nhá. Khi mà lên cây 9 rồi là chúng ta sẽ có được một cái dẫn hồn chú này. Cái dẫn hồn chú này bước sang ngày thứ tư là sẽ có thêm một cái sự kiện triệu hồi tinh quái. Đấy, mình là cũng đang tích lũy lại hết đây này, để ngày thứ tư là bung lụa. Nên là các bạn bảo là thoạt thì kệ, chơi tích lũy tài nguyên nên là nó nói như thế đấy các bạn. Bây giờ thì múc luôn. Và lên cây 9 thì các bạn lưu ý là có hai cái thể lực có thể tiêu được chặt cho nhanh. Nhiều bạn thì bảo là nạp cái thẻ tháng là nó cũng hơn nhiều đấy, thì mình công nhận là nó cũng lời hơn thật. Bởi vì nó có tăng tốc chặt nhá. Đấy. Xong rồi là còn cái gì nhỉ? Mỗi ngày là có thêm 100 đào là cũng ok đấy. Nhưng mà mình xin phép các bạn là mình nạp được gói đấy. Không thì bây giờ cứ ngồi xem quảng cáo. Làm video cho các bạn ngồi xem quảng cáo đúng dở luôn. Nó bắt bản quyền nên thì chết. Rồi các bạn thông cảm nhá. Châm trước cho mình một tí đi. Nếu không bắt mình cày chay full luôn thì chắc mình chết luôn đấy. Rồi ok, trong lúc nó đi tự động đánh ải này thì mình sẽ tiếp tục là khiêu chiến Trấn Yêu Tháp. Được cái là mình chơi trên PC. Mình có một cái tính năng đó chính là auto Trấn Yêu Tháp, rất là easy luôn. Hôm nào thì mình sẽ chia sẻ cho những bạn mà chơi trên PC. Đấy, cách cài đặt làm sao để có thể là auto Trấn Yêu Tháp trong lúc các bạn đi ăn mì tôm, đi ẻ là chúng ta hoàn toàn có thể vượt được mấy chục tầng Trấn Yêu Tháp rồi. Chỉ việc mỗi là vào chọn búp làm sao cho nó ok la thôi. Mục luôn này. Ái chà, mày này. Thực ra có nhiều bạn bảo mình là nếu mà chơi cày chay á thì chơi phun nó âm giá đi, mua một con ứng long làm gì. Nhưng mà mình thì mình vẫn mua một con ứng long các bạn nhé. Các bạn biết rồi đấy, có thêm một em ứng long khác bọt lắm. Chỉ cần nhanh nhẹn của các bạn gọi là cao hơn một chút, à một chút được đánh trước một tí thôi, là em ứng long đến hiệp thứ 5 nó xịt cho thì ui dồi ôi, team bạn gọi là nhức xích luôn ý. Không đùa đâu. Còn có bạn cũng bảo mình là làm một cái video xếp hạng các con pet đi thì mình sẽ ra vào ngày mai nha các bạn. Nhưng mà các bạn nhớ đăng ký kênh nhé. Hiện tại là mình có làm mấy cái series á. Series cày chay này là đang làm này. Đây là video thứ 2. Series hướng dẫn tân thủ đến video thứ 27 rồi. Đấy, những bạn nào tân thủ mới chơi, gọi là mới làm quen với cái tựa game này thì nên xem series đấy là sẽ hợp lý đối với các bạn. Các bạn sẽ hiểu game hơn. Và cái series thứ 3 đó chính là cái series mà đua top. Thì có bạn hỏi mình là có chơi nữa không thì mình vẫn đang chơi. Ừ, ngày 11, 12 rồi. Ở server Darling ST3. Ở đây đang chơi đua top khá là bùng nổ. Đặc biệt là trong server đấy của mình là có hai bạn nữ. Chơi cực kỳ là chất chơi luôn các bạn ạ. Ôi dồi ôi, nạp gắt đấy.
Hôm nào mình sẽ review cho các bạn xem app của các bạn ấy nhá. Đây, sau khi mình auto look thì đã lên được tầng 13 rồi các bạn. Rồi, tiếp tục là chặt cây thôi. Để làm thêm một số những cái dòng nhiệm vụ đây nha các bạn ơi. Vui mở server. Đổi được không? À, mình cũng đổi full được cái dẫn hồn chú rồi. Cho ngày thứ 3, thứ 4 là mình mốt. Tiếp tục là mình sẽ đổi với cái này nha các bạn ơi. Oh, có món đồ ngon này. 22k lực chiến cũng được cái chứ. Rồi, nạp đầu thì bỏ đi. Gói siêu hời được cái gì đấy? Quỹ trấn yêu tháp à? Oh wow, ngon. Đấy, lên tầng 14 là có thêm 1000 cái này để nâng cấp nữa. Xem nào, linh thú của mình có nâng cấp được không? 17. Nâng lên 18 là cũng căng nhỉ. Nâng lên 20 thôi là cũng được rồi. Ok, đấu pháp. Ây xời, đấu pháp 818. Oh man. Ok, không sao, bởi vì là ngày hôm nay thì mình cũng nhịn đến khi mà cây nó lên level 9 thì mình bắt đầu mới đi đánh đà, à đi xả đào thế, cho nên là chả sao các bạn. Ví dụ mấy ngày đầu này đánh thì quan trọng quá hay đâu. 143 vạn này. Đấy, ví dụ như đánh bạn này vẫn được. Easy. Rồi luôn. CD. Ok. Ui rồi, gãi ngứa. Rồi luôn. Rồi tiếp tục này. Còn hai vé nữa, múc nốt. Mày. Mày này. Ôi bạn kia có cả phù tang luôn rồi kìa. Hên đấy nhở. Nào mới chiêu mộ mà đã ra được cả phù tang rồi thì cũng khủng khiếp ấy chứ. Xịt luôn này. Phù tang của chúng tôi à. Ui thôi chết, cố lên. Cố lên. Vẫn ăn được. 124 vạn, mình 143 vạn. Chơi đó. Ui may quá. Các bạn thấy không? Đấy là cái lợi của cái nhạy bén và kết hợp với cả ứng long nha các bạn. Chỉ cần các bạn được đánh trước thôi thì đây này, này. Xịt. Ui. Mày quá. Em ứng long của bạn đấy xịt không chết mình. Ô. Ô. Lật kèo các bạn ơi. Ghê nhỉ. Mấy bạn kia chứ gì đã có phù tang phù tiếc các kiểu. Ghê thật đấy. Nhận luôn. Cơ duyên thì mình cứ tích đủ 10 lần thì mình sẽ chiêu mộ các bạn ạ. Ok này, tách 10 trang bị à. 30 đào, thăm dò xem nào, 1. Không có level 5 nhỉ? Không có. Ui. Làm mới. 1 2 3. Làm mới một phát. Đây, kéo một đào level 3 cũng được. Không cần reset quá nhiều, reset quá nhiều thì mình sẽ bị thọt cái tiên ngọc. Do nông dân nên là hết sức là lưu ý đến những cái vấn đề nhỏ nhỏ như vậy các bạn. Ok đấy. Vui mở server là nhận được thêm quà này. Tuyệt cả là vời này. Rồi tiếp tục là đi khiêu chiến yêu vương. Thử xem là có vượt được qua cái hải này hay không đây. Ồ có liên kích. À ăn được các bạn ơi. Nhìn kiểu này là ăn được rồi. Ôi thôi chết. Ôi thôi chết. Không sao, vẫn còn đó là ứng long mà. Không có gì phải lo. Không có gì phải lo. Hay quá. Ngon luôn. 48 đào tiên này. Nguyên Anh hậu kỳ, không biết có ăn được ải này hay không. Có vẻ khó hơn, nhưng mà có liên kích. Khả năng cao là vẫn ăn được. Ui, đừng né. Ui. Đừng né. Ui. Ui, cố lên. Rồi. Ai ui, đau thế. Ai. Ai xì bà. Cày thế nhỉ. Vào đây, khai ngộ được bao nhiêu thì được. Ok, tỷ lệ cái đồ trắng này chỉ còn 17% thôi. Và những đồ khác nó tăng lên rồi. Giờ chúng ta sẽ chơi một cái công cuộc tăng lực chiến các bạn ạ. Cái này nếu như các bạn xả càng nhiều thì lực chiến nó sẽ càng tăng về nhiều đấy. Tuy nhiên là ngày thứ hai này thì mình sẽ không xả quá nhiều. Mình sẽ để tầm còn 400 nha các bạn ơi. Đây, các bạn ơi, còn 400 cái linh thảo nhá. Mình dùng dè dạt thôi. Ngày mai mốt có thêm linh chi khai ngộ lên thì mình sẽ xả sau nha các bạn. Xả càng sau thì nó càng lợi. Đơn giản nhưng mà lực chiến tất nhiên nó sẽ bị thọt hơn một tí. Nhưng các bạn đã xác định là chơi cái chay thì cần deck thì phải đua top đúng không? Chơi miễn sao cho nó còn tài nguyên hợp lý là được. Ok này, ở đây là mở thêm một ô nữa đúng không? Mở khóa đây đi cho nó rẻ. Có một con này, vứt vào bừa vào thôi. Hết rồi. Đây nữa này. Hết. Treo máy nhanh luôn các bạn ơi. Ok, nhiệm vụ này.
cơ duyên. Bình thường nếu như mình đu tốt thì mình không chơi kiểu thế đâu, nhưng cày chay thì chơi đơn giản hơn một chút. Linh thú ở đây 130. À, mua thêm được một con ông già nữa này. Ôi, túi linh thú đã đầy à? Túi linh thú đã đầy. Thủ này, HP, cường hóa trị liệu, thủ HP. Nuốt con nào cho được. Như nhau tất. Ok, có một dòng mới phản công này nhưng không ăn thua. Nào, triệu hồi linh thú ra nào. Lại phản công. Vãi. Áo thật đấy. Oh man. Cứ nuốt bừa đi. Phản công cường hóa trị liệu. Nuốt con này. Nuốt con này. Cường hóa trị liệu. Choáng và phản công. Ui thế. Ach. Nâng cấp lên 19 này. Nuốt luôn nha. Nuốt luôn con này đây. Pew. Rồi luôn. Suy yếu linh thú. Kháng bạo và công. Quá cùi các bạn ạ. Nhưng mà sẽ có thêm tài nguyên để nâng cấp con này lên level 20 là công tăng lên được một chút này. Đấy, và đặc biệt là sát thương lên được 400% rồi nha các bạn ơi. Đấy, huyễn cảnh linh thú rồi thôi. Nhận luôn. Tí nữa xem có con nào thì lại vứt nó bù vào sau vậy các bạn. Ok. Rồi. Rồi luôn. Đấy, đơn giản như thế thôi. Bây giờ thì sẽ phải đi khiêu chiến yêu vương. Không biết là có quất được con này không? Lần này thì có quất được hay chưa đây? Ui, nó lại còn né kìa. Khó rồi. Không đủ sát thương các bạn ơi. Nhìn là biết không đủ rồi. Đau lắm. Ui ôi. Ui dồi ôi. Gần được kìa các bạn kìa. Rồi, thế thì mình sẽ càn quét miễn phí một lượt. Thì đâu đó là mình sẽ có khoảng 95 đào. Bây giờ mình sẽ đi xả. Thì thêm một hai món đồ nữa mình chiến tăng lên. Thì mình sẽ quay trở lại là chính là khiêu chiến yêu vương lại. Cũng như là đi càn quét thêm đào để nâng cấp được chiến thôi. Ngày thứ hai đơn giản là như vậy nhá. Thì các bạn nào thân thủ chưa biết thì có thể cày giống như mình nhá. Còn video này của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở ngày thứ ba nhá.